Xin chào tất cả các anh em đang xem video của mình. Ở video lần trước thì mình cũng đã nói về cái cấu tạo và nguyên lý hoạt động ở cái bơm hơi này rồi. Thì ở video lần này thì mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các anh em những cái lưu ý và những cái bệnh thường gặp ở cái bơm hơi này ha. Phụ tùng để thay thế của cái dòng bơm hơi này thì bên mình có bán. Thì các anh em mình cần thì hãy liên hệ với bên mình 0389898100. Mình sẽ báo giá cho tất cả các anh em mình cần ha. Rồi các anh em mình xem video mà thấy hay thì hãy bấm like, subscribe, ủng hộ kênh của mình ha. Thì cái kênh này mình xây dựng để nhằm mục đích là phục vụ cho tất cả các bạn là sinh viên, tất cả các anh em thợ mà đang muốn học nghề ha, và kể cả các anh em lái xe đấy. Đấy thì bây giờ mình sẽ nói về những cái lưu ý khi mà chúng ta làm bơm hơi. Thứ nhất là chúng ta các bệnh chủ yếu của cái bơm hơi này đấy là bơm hơi lên nhất, được chưa? Là một bệnh. Bệnh thứ hai là các bạn bị không khí lòn qua nước làm cho nước ở bình nước phụ của động cơ nó nổi tam lên. Các bạn thứ ba là cái bơm hơi nó lên rất là chậm ha. Thì bây giờ mình sẽ phân tích những cái nguyên nhân dẫn đến tình trạng đó như vậy. Thứ nhất là các bạn bơm hơi lên nhất ha. Bệnh bơm hơi lên nhất thì các anh em hãy lưu ý rằng là chúng ta hãy đo kiểm cái cọng xác men nhớt này ha, và cái đường kính của bít tông và đường kính của xi lanh nó nằm trong giới hạn cho phép hay chưa. Ví dụ như cái bít tông này này, đường kính standard là đường kính standard thì nó là 86, nhưng mà sau khi mà nó đã mòn rồi thì các anh em mình muốn lên cốt thì nó sẽ lên là 86,25 ha. Mỗi lần lên cốt nó sẽ là 0,25, cốt 1 là 0,25, cốt 2 là lên 0,5, cốt 3 là 0,75 và cốt 4 là bằng 1, nó sẽ lên là 87 ha. Cốt 4 là đường kính bê tông nó sẽ là 87. Đấy. Chúng ta hay đo cái vạch xác men nhất nhá. Đấy, chúng ta để vào ha, để vào và chúng ta đo khe hở của nó. Hãy nhấn xuống cái vùng làm việc tới cái vùng cái vị trí làm việc của cái xác men nhất nhá. Đấy, và chúng ta sẽ đo cái khe hở miệng của nó. Đây, ví dụ như mình để vào rồi, các anh em mình hãy quan sát cái khe hở miệng của nó rất là ít ha, rất là nhỏ. Đấy, đó là cái cách mà chúng ta hãy kiểm tra bơm hơi chúng ta bị lên nhớt hay không ha. Đấy, bơm hơi lên nhớt thì chúng ta hãy cần phải kiểm tra đo kiểm cái đường kính bít tông, đường kính xi lanh ha, tranh bít tông xi lanh có bị gờ xước gì hay không, và cái đặc biệt là cái ba coi cái xác mang của bơm hơi của chúng ta ha. Đấy, đấy là cơ bản về cái bệnh lên nhất. Tiếp theo về cái bệnh bơm hơi bị lòn khí qua nước ha. Khi mà bơm hơi chúng ta hoạt động liên tục thì áp suất trên đường ống và áp suất trên cái buồng này nó sẽ tăng lên thì nó sẽ lòn qua. Nếu mà bơm hơi chúng ta mà bị hở ron các mạch ghép đây thì sẽ lòn qua nước này ha. Đấy, nó sẽ lòn qua nước thì nó sẽ làm cái lượng nước của chúng ta nó sẽ bị có không khí bên trong, cho nên nó sẽ tuôn lên trên cái bình nước phụ đó. Đó là cái nguyên nhân vì sao khi mà xe chúng ta bị xì ron quy lát động cơ thì người ta sẽ tách cái bơm hơi ra, người ta không cho nước vào bơm hơi nữa ha, người ta không cho đường ống nước vào hai bên nữa. Để làm gì? Để người ta bắt bệnh, để người ta tách ra, để người ta phát hiện là cái bơm hơi này nó có bị lên hơi nó lòn qua nước hay không, hay là chính bản thân cái động cơ chúng ta nó bị xì ron quy lát, nó dẫn đến là khí nó nằm trong hệ thống nước làm cho sâu nước. Đấy, đó là những người thợ người ta sẽ làm cái phương án đó ha. Thì có nguyên nhân cốt lõi của nó là nó sẽ bị hở những cái ron này ha, hở những cái ron và nó sẽ đi vào đường nước này, dẫn đến là không khí vào bên trong nước. Cái thứ hai nữa là cái chính cái mạch ghép này chúng ta nó không được phản nữa, nó không được phản cho nên nó bị cong vênh, dẫn đến là không khí chúng ta nó sẽ bị, nó sẽ không làm kín được với cái ron và nó sẽ đi qua hệ thống nước của chúng ta, hệ thống làm mát đó. Rồi đó là cái bệnh thứ hai. Bệnh thứ ba là cái bơm hơi chúng ta lên hơi mà rất là chậm. Khi bơm hơi lên hơi chậm thì các anh em hãy lưu ý một vấn đề là đối với cái bơm hơi này thì nó lên chậm tại vì nó sẽ có thể là nó bị gãy cái lớp B này ha, nó gãy những cái lớp B này. Đấy, nó gãy những cái lớp B hút và lớp B đẩy này ha. Đây lớp B hút ha, cái lớp B đẩy đây này. Ví dụ như cái lớp bê đẩy này đang bị gãy này, đấy, nó đang bị gãy. Lớp bê đẩy này nó sẽ nằm ở vị trí này.
đây lớp bề đáy nó sẽ nằm ở vị trí này ha, đấy vị trí này, đấy nó nằm như thế này và nó sẽ có một cái thanh này, nó giữ lên trên này đó, nó giữ lại. Bây giờ cái lớp bề này nó gãy ra ha, nó gãy ra thì nó sẽ có thể nó tuột ra, thì cho nên là nó không có thể bít tông chúng ta đi lên điểm dưới trên, nó nén không khí nhưng mà nó không nén được và nó không giữ được ha. Đó là có thể là do gãy bê hút và lớp bê nén. Và một cái nguyên nhân nữa đó là cái bít tông và xi lanh, cái bít tông và xi lanh và khe hở của sắt mang chúng ta nó quá lớn rồi ha. Cái khe hở của miệng sắt mang chúng ta này, đấy sắt mang, miệng khe hở của sắt mang này, đây cái miệng này, khi mà chúng ta đút vào xi lanh cái miệng này nó sẽ, cái miệng này nó lớn quá, kích thước nó lớn quá, dẫn đến tình trạng là nó nén không được, hơi nó sẽ lộn xuống cặp te ha. Đấy thì đó là những cái nguyên nhân cơ bản của cái bơm hơi. Hy vọng rằng là cái video này sẽ hữu ích cho tất cả các bạn là sinh viên, tất cả các anh em thợ ha. Đấy đó là mình cũng đã chia sẻ hết toàn bộ những cái lưu ý mà khi chúng ta sửa chữa cái bơm hơi này như thế nào ha. Đấy ví dụ như cái mạc này này, mình sửa chữa là mình đi bầu ha, mình bầu lớn này rồi ha, bầu rất là phẳng rồi, đấy, rất là bóng bẩy rồi. Và khi mà có vật tư mới á, những cái lá như thế này, những cái lá như thế này là mình sẽ thay hết này, đấy, những cái lớp bê này mình sẽ thay và mình sẽ có rà đi, tại vì có anh em mình thấy không, cái này nó, tại vì nó hư này, cái lỗ này, cái lỗ này nó rộng hơn, dẫn đến cái tình trạng là nó sẽ lát như thế này ha, lát như thế này, dẫn đến là nó, các anh em thấy này, nó rất là nhiều vị trí ăn khớp ha, đấy nó rất nhiều vị trí ăn khớp, dẫn đến là nó không kín được, đấy. Còn ngoài ra cái bơm hơi này còn hư nữa, cái này, cái thanh truyền này này, đấy, các anh em mình lưu ý nhé, khi mà chúng ta lắp sai cái sắt mang này này, chúng ta lắp sai cái sắt mang này, đó. Khi mà áp suất nhất chúng ta bị yếu thì nó sẽ không bù trần được cái vùng ắc bít tông này, ắc bít tông này nó sẽ bị bó cứng lại, ha, nó bị bó cứng lại thì nó sẽ lâu ngày nó sẽ ngoắc như thế này, nó thành lỗ hạt xoài luôn, ha, oval luôn, đấy. Này, đấy, cái này bạn thấy không? Đấy, khe hở của nó ghê gớm không? Nếu mà bơm hơi này thì nó kêu thì phải thâu đầu luôn ha. Đấy, rồi các anh em mình xem video thấy hay thì hãy bấm like, subscribe, ủng hộ kênh giúp mình. Các anh em mình cần phụ tùng vật tư, ví dụ như ắc bít tông, thanh truyền, sắt mang, đấy, bít tông, đấy, răng để đậy tu bơm hơi, thì hãy liên hệ với bên mình 038 9898 100. Thì mình sẽ báo giá cho tất cả các anh em mình ha. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở những video lần sau.